Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với nội dung tiếp theo trên kênh của mình. Nếu như bạn chưa bấm đăng ký kênh thì các bạn hãy bấm đăng ký kênh và chuông để nhận cái dự án kiếm tiền miễn phí cũng như là những video mới nhất trên kênh của mình nhé. Các bạn thân mến, thì ở cái video này thì mình cập nhật cho các bạn về cái kèo Xbulletin. Thì cái kèo này thì trước mình cũng đã chia sẻ cho các bạn ở trên kênh. Chúng ta tham gia trước và chúng ta chia sẻ và chúng ta sẽ nhận được cái điểm. Từ cái điểm đó thì chúng ta sẽ nhận được cái vé để chúng ta nhận cái phần thưởng, đó là cái đồng RLD. Thì cái này là cái kèo của cái ví tiền điện tử nha các bạn. Thì nó ngày hôm qua thì ngày 15 ấy, thì đã có cái kết quả trúng thưởng. Đối với những cái bạn nào mà đã trúng thưởng thì đây là một cái kèo cực kỳ là hấp dẫn. Thì những bạn nào mà trúng thưởng thì sẽ được cái phần thưởng cực kỳ là cao. Thì đã có cái danh sách công bố trúng thưởng ở đây, thì là mình sẽ chia sẻ cho các bạn cái danh sách trúng thưởng trước. Ở đây nhé, mình sẽ là chia sẻ cho các bạn là cái trang này. Đây, danh sách trúng thưởng nhé. Đây, chúc mừng các bạn đã trúng thưởng này. Với lễ bốc thăm trực tiếp tối nay được tổ chức, giải vô địch ra mắt Xbulletin đã kết thúc thành công và giải thưởng trị giá hơn 400 đô la Mỹ. 400 đô la Mỹ là một chia cho 104 người chiến thắng, và bạn có phải là một người số những người chiến thắng ở đây hay không? Thì để xem cái danh sách là bạn có trúng hay không thì các bạn kích vào cái phần link này. Thì cái link này thì mình cũng sẽ để dưới phần mô tả của video để cho các bạn có thể là các bạn check xem là các bạn có là người may mắn trúng vào cái giải thưởng này không. Bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn là cách để các bạn check xem là các bạn có nhận được có trúng vào cái kèo này hay không nhé. Ở đây thì sẽ có là chia ra làm 4 này. Ở đây có 4 bạn là trúng vào. Đây là mình dịch sang cái phần tiếng Việt này. Phần này họ không dịch sang, mình không dịch được sang tiếng Việt nhé. Tức là cái này là cái giải đặc biệt này. Giải cái bạn đầu tiên này thì bạn ấy sẽ nhận được là 400 cái đồng ERLD. Cái bạn thứ hai này là cái top thứ hai nhé. Tức là cái giải nhì là sẽ là nhận được 250 đồng ERLD. Với người thứ ba, giải thứ ba này là sẽ nhận được 150 đồng ERLD. Và cái bạn thứ tư sẽ nhận được 100 đồng ERLD cộng với mỗi bạn sẽ là được cộng thêm một cái túi nữa. Ở đây ngoài ra thì sẽ còn có 10 bạn là cái giải khuyến khích này. Các bạn ấy sẽ nhận được cái phần thưởng cũng là cái đồng ERLD. Và top 50 người, mỗi người sẽ nhận được 10 cái đồng ERLD. Đây các bạn, đây trong cái danh sách này khá là dài. Đây trong này thì sẽ có là 50 bạn. Thì mình sẽ hướng dẫn cho bạn là check cái mã này. Đây là những cái mã trúng thưởng nhé. Thì khi mà các bạn đăng ký tham gia trước thì các bạn sẽ có một vé. Thì cái vé nếu như bạn là cái vé của bạn là trùng khớp với những cái vé ở trong này, tức là bạn đã trúng thưởng. Đó. Thì bây giờ trước tiên thì chúng ta phải đăng nhập vào cái tài khoản của chúng ta để xem cái mã của chúng ta là như thế nào. Thì cái link mình sẽ để ở dưới phần mô tả. Cái link này là lúc đầu tiên là các bạn tham gia thì nó sẽ là cái link này. Đó. Thì các bạn nhấn vào phần đăng nhập cho mình. Sau đó thì các bạn sẽ nhập vào cái địa chỉ email mà trước đây các bạn đã tham gia cái dự án này nhé. Bây giờ mình sẽ nhập cái địa chỉ email của mình. Sau đó các bạn đánh dấu tích vào đây. Các bạn nhấn đăng nhập này. Cái bước này thì nó sẽ gửi cho chúng ta một cái mail vào trong hòm thư. Một cái mã code vào hòm thư thì các bạn nhập cho mình, lấy cho mình cái mã code các bạn nhập vào. Rồi. Đó, khi các bạn đăng nhập vào cái ứng dụng này thì các bạn sẽ thấy cái mã của các bạn. Đối với những bạn mà có ít không có lượt giới thiệu thì các bạn chỉ có một hoặc hai mã. Còn đối với những bạn mà có giới thiệu như mình ở đây thì mình sẽ là có rất là nhiều mã. Và mình sẽ phải check từng mã một để cách được check cái mã có trúng thưởng hay không, thì các bạn sẽ sử dụng như sau.
Các bạn quay sang cái phần danh sách này, các bạn copy cho mình cái mã đầu tiên này. Mình sẽ check từng mã một lần lượt. Các bạn dán vào đây, các bạn nhấn Ctrl F ở trên máy tính nhé. Còn đối với trên điện thoại thì các bạn vào phần tìm kiếm và thay thế, các bạn vào ba gạch, sau đó thì các bạn vào phần tìm kiếm và thay thế, các bạn sẽ tìm nhé. Ví dụ như mình ở đây là mình sẽ dán vào này. Đó, như nó báo như thế này tức là không có, tức là cái mã đầu tiên là mình không trúng này. Tiếp đến cái mã thứ hai, cái dự án này nó cũng hơi củ chuối một chút, bởi vì những cái người trúng thì họ không thông báo vào email cho chúng ta để chúng ta biết là chúng ta trúng hay không, mà bắt chúng ta phải check. Đó. Rồi, ok, như vậy là mình đã check đến cái vé cuối cùng của cái giải thưởng nhé. Thì mình đã không trúng vào cái kèo này. Tuy nhiên thì sẽ có một cái phần thưởng nữa dành cho cái top mà 50 người giới thiệu nhiều nhất thì sẽ nhận được một cái thẻ cứng. Đó, cái một cái thẻ cứng này nha các bạn. Ai có những cái top, những người giới thiệu nhiều nhất thì sẽ nhận được cái thẻ này. Thì cái thẻ này thì sẽ công bố và trao thưởng sau. Còn đối với những các bạn mà chỉ có một hai cái mã dự thưởng nhé, thì các bạn sẽ là check như sau. Thì các bạn copy cái mã ở trên này, đó, 132703 chẳng hạn. Thì các bạn quay trở lại, các bạn nhấn vào phần tìm kiếm này. Bạn tìm ngược có ít mã thì bạn sẽ tìm bằng cách như này cho nó nhanh nhé. 132703. Đó, như này. Ví dụ như cái mã này là cái mã trúng chẳng hạn nhé. Thì các bạn lại quay trở lại cái trang này, các bạn kéo xuống bên dưới. Nếu như các bạn trúng vào cái những cái thẻ, những cái trong cái danh sách này, cái mã của bạn mà trúng vào trong, trùng khớp với cái các cái mã trúng thưởng ở đây, thì các bạn copy cho mình cái mã trúng thưởng của bạn. Sau đó thì các bạn nhấn vào cái phần điền vào cái biểu mẫu này cho mình. Đây là những cái bạn phải trúng nhé. Thì các bạn điền vào cái biểu mẫu này. Đây tức là chúng ta lại phải điền form nữa thì mới nhận được cái phần thưởng. Đây, xin chúc mừng bạn đã giành được giải thưởng tại giải vô địch ra mắt X-Button. Thì các bạn nhấn vào bắt đầu cho mình. Rồi tiếp theo ở đây thì các bạn để tiếp tục vui lòng đọc và chấp nhận điều khoản thì các bạn nhấn vào tôi chấp nhận nhé. Sau đó các bạn nhấn được rồi này. Tiếp theo tên đầu tiên của bạn là gì thì bạn gõ tên của các bạn vào. Ví dụ như bạn tên là ví dụ tên là Hùng thì các bạn để điền tên. Sau đó các bạn nhấn được rồi này. Tiếp theo ở đây thì các bạn ghi là họ nhé. Ví dụ như Nguyễn chẳng hạn thì các bạn ghi tên Nguyễn vào. Sau đó các bạn nhấn phần tiếp theo. Ở trong cái giải vô địch ra mắt X-Button là gì? Con số chiến thắng của bạn. Ví dụ như là cái số của bạn là 1, 2, 3, 4, 5, 6 thăng thì là cái số trúng thưởng của bạn. Thì các bạn dán cái mã trúng thưởng của bạn vào đây, sau đó thì các bạn nhấn được rồi. Còn ở đây thì mình không trúng thì mình cũng không ấn vào làm gì nhé. Đó. Nếu như các bạn trúng thì các bạn sẽ dán cái mã dự thưởng của bạn vào đây, sau đó các bạn nhấn được rồi. Và như vậy thì họ sẽ trả cái phần thưởng của bạn về cái ví theo cái địa chỉ email của bạn đã đăng ký ở cái app X-Token. Như vậy là cái cách để cho các bạn là tham, nếu như các bạn trúng thưởng thì các bạn phải điền form ngay để chúng ta làm càng sớm càng tốt với cái phần này nha các bạn. Rồi, còn đối với những cái bạn mà giới thiệu nhiều nhất, mình ví dụ như mình ở đây, bạn là một trong 50 người chơi giới thiệu nhiều người dùng nhất, bạn sẽ tự động giành được một thẻ kim loại. Đó, ở đây thì mình sẽ nhận được một cái thẻ kim loại này nha các bạn. Và mình giới thiệu rất là nhiều và rất là nhiều mã dự thưởng nhưng mà mình không trúng một cái mã nào. Đó, thì hy vọng là các bạn là theo mình cái kèo này sẽ có một bạn là hoặc là vài bạn trúng vào cái may mắn trúng vào kèo này. Thì ở đây nếu như bạn trúng may mắn trúng vào kèo này thì những người ít nhất cũng sẽ nhận được 10 cái đồng ERND này, và mỗi một đồng này nó rơi khoảng tầm 50 đô. Đó, như vậy thì cũng khá là nhiều tiền đấy nha các bạn. Rồi, ok, thì cái video này thì mình xin được tạm dừng tại đây. Hy vọng là chúng ta sẽ là có nhiều người trúng vào cái kèo này.